modem, router, repeater, access point. Đây là những thiết bị mà rất nhiều người trong chúng ta thường hay gặp khi sử dụng Internet. Trong video này, mình và các bạn sẽ cùng nhau phân biệt từng loại thiết bị để xem chúng giống và khác nhau như thế nào. Ok, bắt đầu luôn nhé! Trước tiên là hai thiết bị mà chúng ta thường hay gặp nhất, đó là modem và router. Thì ở video lần trước mình đã có nói qua về sự khác nhau của hai loại thiết bị này khá là chi tiết. Bạn có thể xem lại ở video mình để trên đây ha. Rồi, modem là từ viết tắt của chữ modulator and demodulator, có nghĩa là bộ điều chế và giải điều chế. Có thể nói thì đây là một thiết bị trung gian với chức năng là chuyển đổi tín hiệu số thành kết nối Internet, giúp cho các thiết bị khác trong hệ thống mạng nội bộ có thể giao tiếp được với mạng lưới của các ISP. Kết hợp với Wi-Fi thì chúng ta có modem Wi-Fi với chức năng phát sóng không dây. Giờ chúng ta sẽ nói về router. Thì router là bộ định tuyến. Nó nôm na là nó sẽ định tuyến đường mà gói dữ liệu di chuyển giữa các mạng máy tính. Ví dụ như trong các website hoặc là email thì dữ liệu sẽ được gửi và nhận từ router này sang router khác. Và các router này sẽ kết nối với nhau tạo thành mạng liên kết cho đến khi nào gói dữ liệu đến được điểm đích. Cũng giống như modem Wi-Fi thì router Wi-Fi có khả năng phát sóng không dây và cấp phát IP cho các thiết bị kết nối. Router Wi-Fi có nhiệm vụ kết nối các thiết bị khác trong mạng nội bộ, bao gồm cả có dây lẫn không dây với Internet. Quá trình điều chế và giải điều chế trên modem thì router không thể thực hiện được nếu như không được lắp thêm các thiết bị chuyên dụng. Nói cho dễ hiểu hơn thì bản thân router không thể ra được Internet mà không có modem. Ở chiều ngược lại thì một vài modem hiện nay tuy có hỗ trợ định tuyến nhưng lại không cấu hình được các giao thức định tuyến cũng như các tính năng khác của router, mà chỉ có tác dụng kết nối với ISP và làm gateway để mạng của bạn có thể kết nối được ra ngoài. Bên cạnh đó thì bản thân của modem cũng sẽ có vùng phủ sóng cũng như là khả năng số lượng thiết bị kết nối kém hơn so với các thiết bị router. Một dẫn chứng cụ thể đó là đối với những căn hộ gia đình có diện tích lớn hoặc là nhiều lầu thì sau khi lắp modem sẽ có xu hướng mua thêm một hoặc là một vài các thiết bị router nữa để mở rộng vùng phủ sóng cũng như là gia tăng số lượng thiết bị kết nối. Ok, giờ chúng ta sẽ tiếp tục với access point nha. Thì access point có nghĩa là điểm truy cập, rộng hơn là wireless access point, có nghĩa là điểm truy cập không dây. Nó sẽ hoạt động như là một điểm phát và nhận tín hiệu không dây trong mạng WLAN, có nghĩa là mạng LAN không dây á, wireless LAN, và cho phép các thiết bị Wi-Fi kết nối với mạng có dây, đồng thời chuyển đổi tín hiệu từ mạng có dây sang không dây cho các thiết bị khác kết nối vào sử dụng. Vì là điểm truy cập không dây cho nên access point chỉ cho phép các client kết nối vào mà thôi, chứ không thể cấp phát IP như các thiết bị modem hoặc router. Bản thân access point khi hoạt động cũng sẽ được modem hoặc router cấp trên cấp cho một địa chỉ IP riêng và xem như là một thiết bị client trong hệ thống mạng. Cuối cùng là repeater, bộ mở rộng sóng Wi-Fi. Thiết bị này được sử dụng để mở rộng vùng phủ sóng của nguồn phát Wi-Fi chính và nó sẽ hoạt động theo nguyên lý là thu lại sóng Wi-Fi từ modem, router hoặc access point, sau đó phát lại tín hiệu cho các thiết bị như là điện thoại, laptop, máy tính bảng của người dùng. Cũng giống như là access point thì repeater không tự cấp phát được IP cho các client kết nối. Ưu điểm của dòng thiết bị này đó là chúng nhỏ gọn hơn rất là nhiều so với modem hoặc là router, từ đó giúp cho người dùng dễ dàng, thuận tiện trong việc lắp đặt cũng như là di chuyển đến bất kỳ vị trí nào. Tốc độ và chất lượng tín hiệu của repeater sẽ phụ thuộc hoàn toàn vào nguồn phát chính, có nghĩa là sóng thu được mạnh thì phát ra tín hiệu mạnh, còn sóng yếu thì phát yếu. Một vài dòng thiết bị repeater như là con Totolink S1002M mình đang cầm ở đây thì còn có khả năng chuyển đổi từ băng tần đơn sang băng tần kép, cũng như là biến thành một thiết bị access point khi nối dây mạng từ modem hoặc router chính đến. Wow, chắc là các bạn sẽ thắc mắc là nhiều thiết bị như vậy thì làm sao có thể biết được khi nào thì lựa chọn thiết bị nào, đúng không? Đừng lo, các bạn cứ làm theo những trường hợp sau. Trường hợp thứ nhất, nếu bạn đang dùng modem đời cũ, không có tính năng phát Wi-Fi của nhà mạng cấp lúc lắp đặt Internet và vẫn còn đang dùng tốt, và bạn muốn mua thêm một thiết bị dùng để phát sóng Wi-Fi trong gia đình thì router hoặc là access point sẽ là sự lựa chọn dành cho bạn. Trường hợp thứ hai, bạn đang dùng modem và bị hỏng, muốn mua một thiết bị có thể phát được sóng Wi-Fi, vậy thì modem Wi-Fi sẽ là sự lựa chọn bạn nên cân nhắc. Lúc này bạn không thể mua router được vì thiết bị không có chức năng giải mã tín hiệu. Và trường hợp thứ ba, bạn đang dùng modem Wi-Fi hoặc đã có router để phát Wi-Fi rồi, nhưng giờ lại muốn mua thêm một thiết bị tiếp sóng để phát được xa hơn,
Thì nếu ngôi nhà của bạn có diện tích nhỏ, bạn có thể dùng các thiết bị repeater. Còn nếu lớn thì bạn có thể cân nhắc lựa chọn Acephone hoặc thêm một thiết bị router nữa. Rồi, như vậy là chúng ta đã vừa cùng nhau tìm hiểu và phân biệt modem, router, repeater và Acephone. Nếu bạn đang quan tâm đến các sản phẩm thiết bị mạng TotoLink chính hãng với chất lượng tốt nhất, thì có thể nhấn ngay vào đường link mình để bên dưới phần mô tả của video này để tham khảo thêm. Và cũng đừng quên like và chia sẻ video này nếu cảm thấy hữu ích đối với bạn. Đồng thời nhấn nút đăng ký kênh cũng như nhấn nút chuông bên cạnh để nhận được thông báo khi bên mình ra video mới. Và các bạn cũng đừng quên là nếu kênh YouTube TotoLink Việt Nam đạt được 5k subscribe thì bên mình sẽ có một mini game để tặng bộ router mesh TotoLink T6V2. Nếu các bạn nhớ chia sẻ mạnh tay nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.